Xin chào tất cả bạn. Hôm nay cả lomobi.com sẽ tiến hành review sản phẩm Dark High Pilot của hãng Tascam. Thì mình sẽ bỏ qua cái khâu mở hộp nhé, mình vào thẳng vấn đề chính luôn. Thì hộp Tascam này có những gì thì đều hiện chất hết lên video rồi. Chúng ta sẽ có một cái remote này, nút bấm rất thích nha các bạn nha. Một sợi dây cáp quang optical, loại cáp mập nha bạn nha, chứ không phải là cáp mỏng rẻ tiền. Một dây kết nối USB có hai đầu chống nhiễu này, dây rất là tốt các bạn ạ, dây chắc chắn và chống nhiễu rất tốt. Và cuối cùng là cái Tascam Dark High Plus, đó, nó ghi là Dark High đấy nhưng đây là phiên bản Dark High Plus các bạn ạ. Nó được nâng cấp hơn phiên bản cũ là nó có thêm Bluetooth và có thêm cổng USB nữa. Bản Dark High thường là không có USB. Đó, các nút bấm đây. Thì chúng ta cùng nhìn tổng quan Tascam này. Cái đác này rất là nặng nha bạn nhé, cầm trên tay nó nặng khoảng độ 1 kg đấy. Đó, toàn bộ làm bằng vỏ nhôm. Đây là phiên bản màu đen được sơn nhám rất là đẹp. Phía trước là một miếng nhôm nhé. Đây các bạn nhìn nhôm dày tầm 3mm đấy, rất chắc chắn đây. Thì các bạn hãy nhìn lại toàn bộ cái các phụ kiện đi kèm Tascam Dark High Plus. Đó, thì mình sẽ bỏ phụ kiện ra bên để review về cái Dark High Tascam này. Thì thứ nhất thì chúng ta nhìn về mặt trước của sản phẩm này, chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị ở đây. Đó, nó sẽ hiển thị đầu vào này và các thông số cơ bản của cái đa pha nhạc. Đó, thì phía bên tay trái chúng ta có 3 nút chính này, tour, đi này, next bài này, play stop này, có cổng tai nghe 3.5 này. Phía bên phải thì chúng ta có volume, giảm âm lượng, tăng âm lượng và chế độ thay đổi chế độ đầu vào như là kiểu vào cổng AUX hoặc là cổng USB hoặc là cổng nghe nhạc USB đằng trước hoặc là cái kết nối USB đằng sau. Đó, cạnh trái chúng ta không có gì, cạnh phải cũng không có gì. Khu vực đằng sau nhé, khu vực đằng sau chúng ta có một cái anten để bắt Bluetooth này, logo Bluetooth này, một cổng USB này, PC USB đối với máy tính này để giải mã nhạc cái máy tính này, cổng optical, cổng cóc xoan này. Đầu ra thì chúng ta có đầu ra analog thôi, nó chứng nhận đã kiểm tra của QC đã pass. Đó, cái này dùng điện trực tiếp 220V nha các bạn, dùng trực tiếp luôn, công tắc on off. Thì trong cái đa Tascam này nó đã tích hợp một cái biến áp rồi, có nghĩa là nó cắm điện trực tiếp 220V và nó sẽ giảm điện áp xuống để phù hợp với lại cái đác nó hoạt động. Thì đây là cái phiên bản màu đen Dark Tascam Dark High Plus mà đang bán tại cửa hàng mình. Thì cả cái hộp này nếu mà cân trọng lượng để chuyển phát nhanh nó tầm 2 kg. Nên vì thế thì nếu mà mua cả mình ấy thì các bạn chỉ cần đặt cọc cho mình 200.000 để chuyển phát nhanh thôi. Còn lại các bạn sẽ được thanh toán khi nhận hàng tiếp. Đó, thì nếu bạn nào có thắc mắc gì thì vui lòng comment lại bên dưới, mình sẽ rất sẵn lòng được giải đáp. Đó, và hẹn gặp lại các bạn một video tới về khả năng hoạt động của Dark này. Xin cảm ơn tất cả các bạn.